Công ty Shell bị kiện làm ô nhiễm bình nguyên Niger, tin từ The Hague. Công ty Shell sẽ phải biện hộ cho vụ kiện làm ô nhiễm bình nguyên Niger vì để rỉ dầu từ năm 2004 đến năm 2005. Nguyên đơn là 4 người Nigeria và nhóm thân hữu địa cầu. 4 người Nigeria là ngư phủ và nông dân, kiện đòi bồi thường vì ô nhiễm làm cho họ bị mất lợi tức, không thể nuôi sống gia đình. Nguyên đơn Eric Du nói rằng các cộng đồng ở vùng Ogoniland đã bị ô nhiễm nặng, nhiều nơi không còn người ở. Khu vực Goi ở Ogoniland không còn người ở vì hệ thống sinh thái hoàn toàn bị phá hủy. Nhóm thân hữu địa cầu hy vọng vụ kiện sẽ tạo một tiền lệ buộc các công ty dầu khí phải bảo quản tốt các đường ống dẫn dầu tại Nigeria. Công ty Shell nói rằng họ không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm do hậu quả của phá hoại, ăn cắp dầu gây ra. Vùng bình nguyên Niger của Nigeria có 31 triệu dân, trong đó có vùng Ogoniland là một trong 10 vùng đất ướt dọc theo bờ biển hàng đầu thế giới, là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho người dân nghèo. Trong năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một bản phúc trình nói rằng các công ty dầu khí và đặc biệt là Shell đã làm ô nhiễm vùng Ogoniland phải mất 50 năm mới có thể dọn sạch. Chính phủ Nigeria và các công ty dầu khí đã hứa hẹn dọn sạch ô nhiễm vùng bình nguyên Niger, nhưng cho tới nay chưa có hành động nào. Công ty Shell là công ty khai thác lớn nhất trong vùng bình nguyên Niger, mỗi ngày sản xuất 1 triệu thùng dầu.